Đây cô sắp nghỉ ha, 9-10 giờ hết nè. Dạ. Đây là ngã ba Hoàng Đức Tương. Bà con có đi ngang vô đây rất là ngon, bán mấy chục năm hết cô? Đã 40 năm rồi. Ồ, ngon quá hả? Chỗ này vừa miệng. Chỗ này vừa miệng mà có máy lạnh nữa. Xin chào các anh chị và các bạn. Cuối tuần chúng ta lại gặp nhau ở những cái hàng quán ăn sáng. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hoàng Đức Tương. Lâu lắm rồi chúng ta quay trở lại đây chứ không có review ở đây rồi. Đây là giao lộ Hoàng Đức Tương và Nguyễn Chí Thanh, khu phố phố Bàn Thờ. Chúng ta vừa chạy qua cái ngã tư giao lộ Tạ Quyên, chạy tới tí có cái ngã ba, mình quẹo vô cái đường Hoàng Đức Tương. Ở đây có cô bán rất là nhiều món. Hôm nay có sự tham gia của Lị và bạn đồng nhỏ nè. Chào cô chú ông bà. Nè nè, chào ở đâu? Chào bà cô chú đi con. Nè nè nè. Mình đồng đang lo ăn rồi. Wow. Ăn chỗ mới nên mới hơi bỡ ngỡ. À, cái đường này ngắn thôi, cái xíu à. Khoảng chừng 400-500 mét thôi. Ở trong đây có mấy cái chành xe đi về các tỉnh Kiên Giang, An Giang. Hôm nay bạn Đồng ăn hủ tiếu mì. Nó là xì tinh đi. Xì tinh không? Em ăn hủ tiếu mì luôn. Được không? Nước hủ tiếu mì thập cẩm. Ê trời, nước ngọt xì tinh cô ơi. Ở đây có món bò kho rất là ngon. Nhưng mà đi trễ quá hết bò kho. Dạ. Này có, nãy em kêu là Hoành Thánh hả? Hoành Thánh. Hoành Thánh hủ tiếu mì. Một đá thôi. Ừ, một đá thôi. Đây, sáng tô quá. Ăn đi, ăn đi, ăn đi đưa cho bà. Đây. Ừ. Này món lạ nha, bữa giờ ăn phở không? Yes. Ồ, đồng vét là ngon rồi đó. Bữa giờ ăn phở không? Hôm nay đổi món. Ba không được. Nước lèo. À, ba nước lèo nữa trời. Nặng lắm. Tại vì phía sau cái kho, phía sau chỗ em ngồi đây có cái kho. Cái kho bán để mấy tượng Phật. Gọi chỗ này nó lúc nóng lúc lạnh. Gọi chỗ này mát mát, giống như ăn hủ tiếu ngoài đường có máy lạnh. Mô tử nè. Nước của mì, nước của bà. Ừ, tử rất là ngon, mềm. Chụp miếng lại. Nước lèo rất là thơm, ngọt. Chừng không? À, một tô này như bữa 35 ngàn quá. Tầm ba mấy ngàn thôi. Đây cũng vừa ăn rồi, không cần phải nêm nếm. Lao bàn, lao bàn nha. Dạ cô thương á. Ngã lấy tay ba lao nè. Nước lèo quá anh. Nước lèo, nước lèo không có mỡ nè. Cay không? Đây ba cho nước lèo nè. Đó. Ở đây nổi tiếng là cái món bò kho. Nhưng mà đi trễ quá hết bò kho.
Đây để mì sắn này. Có gì cô chú anh chị các bạn có đi ngang mình ghé đây thưởng thức. Cái gì vậy? Đây chỉ bán buổi sáng thôi. Buổi sáng tầm 9-10 giờ là hết. Không không? Cho đông mút đi. Quên mì sắn rồi đông mút. Để coi tóc mỡ. Mút đi ăn lửa bà nào thấp thấp giống vậy nè. Ăn đầy sướng có máy lạnh luôn. Ở trong kho đó có máy lạnh đó con. Còn có máy lạnh luôn. Ăn đầy cái máy lạnh luôn. Ngồi đường có máy lạnh nữa. Này có gà xé nè, thịt thịt nạc nè, tôm nè, tóc mỡ. Thương mì không? Cá viên. Mát rồi. Ở đây có rất là nhiều nhà lớn nè. Nhà bự không ạ? Nhà ở đây cũng rất là mát. Con tôm nha. Tôm rất là tươi. Có gì không? Ê. Dính luôn. Ngon không? Ngon không? Ông mát. Đậu ăn tôm không? Này cắn. Cắn. Sao vậy? Rất thêm đi. Ăn nữa đi rồi đó. Đây cô sắp nghỉ à, 9-10 giờ hết nè. Dạ. Đây là ngã ba Hoàng Đức Tương. Còn có đi ngang vô đây rất là ngon, bán mấy chục năm hả con? Đã 40 năm rồi. Đi trễ quá hết bò kho. Trễ. Người ta xong xong người ta ăn. Dạ. Yeah. Ở đây cũng là mối của siêu phụ nè. Dạ. Mở hàng cái nào là hết đó trước? Hết trước phải là mở hàng hay gì phải là hết trước. À. Mở hàng cũng hay rồi. Dạ. Chọn lựa quá là không được. Đó, cô nói là bữa nào á mà người nào mở hàng cái món nào trước á thì cái món nó sẽ hết trước, nhưng mà mở hàng cũng phải rộng rãi thoải mái vui vẻ thì nó vui. Đồng ăn hủ tiếu hay mì? Trời ơi, ba múc nước lèo cho nha. Đẩy bàn. Sao bạn đẩy bàn? Không là bạn mi đừng múc nữa à, cái tô đây tô bị nóc nè, rất là nóng luôn à, nên nó giữ nhiệt rất là lâu nên cái tô mì mình ăn rất là nóng. Mì sắn nước không? Không, mì có rồi con hút đi. Hoành hành. Hoành hành có cái mùi giống như ở ăn ở Singapore. Nè ăn thử miếng. Biết cái mùi gì? Cái mùi giống như ăn ở Chinatown.
Chinatown thơm thơm. Là bạn đồng đi ăn chỗ lạ hả? Game bay đâu vậy? Game hả? Đâu? Đó, trong đó đó. Ở trong nhà không? Ở trong nhà. Nhà kho. Kho. Ừ. Cái đường này mát quá không? Mát yên tĩnh luôn. Nhà bự luôn. Ngon nè, anh còn quá trời nè. Một tô này là mình ăn là no luôn. Nhiều quá. Thôi đổi đổi chén khác quay chén khác. Xin chén khác đây, nuốt nhiều quá. Rồi, một số hình ảnh ở một địa điểm ăn uống không mới cũng không cũ. Lâu lắm ta mới quay lại. Ở trên đường Hoàng Đức Tương ngã ba giao lộ Nguyễn Chí Thanh. Rồi Nguyễn Thành phố Bàn Thờ. À, trong hẻm á, ở trong cái đường này ngắn giống như hẻm vậy. Vừa chạy vô là thấy liền ha. Ừ, các xin chào các bạn bà con mình tham khảo khi có dịp mà đến đây ha. Rồi bây giờ đi xin chào. Bữa nay là bạn đồng tự múc ăn. Nhiệt tình quá. Ngon không? Ngon làm sao? Cái này sao? Đúng à, like vậy đó hả? Tao ăn tô phở luôn á. Đủ hết tô phở luôn hả? Giỏi quá. Rồi thôi được rồi. Rồi xong rồi. Ồ, ngon quá hả? Yeah. Chỗ này vừa miệng. Chỗ này vừa miệng mà có máy lạnh nữa. Quá. Rồi bây giờ chúng ta đi vô hẻm chơi nha. Rồi bây giờ chúng ta đi một vòng trong cái đường Hoàng Đức Tương này. Thẳng đường này mình ra Nguyễn Chí Thanh luôn nè. Phía trước mình lúc nãy là chúng ta ngồi ăn hủ tiếu đó. Đây có cái hẻm mình đi hẻm vòng vô hẻm này chơi nha. Coi đường xá cho hẻm này. Ở đây cũng có phòng cho thuê nữa nè. Kế bên cái phòng 8. Lên trên đây thì là cái đường. Đường gì đây? Có cơ điều. Ở đầu bên kia là chợ Thiết. Đây là chợ Thiết bên đây. Chỗ này là một chiều nên chúng ta phải quành lại. Bao nhiêu nhà chứ hả? Mình sẽ vòng lên cái hẻm bên kia. Đây có bạn pizza lớn. Ba lên cái hẻm bên đây nè. Cái hẻm này là đoạn giữa của cái đường Hoàng Đức Tương. Ở đây đường luôn chứ không phải hẻm nữa. Đường Đặng Minh Khiêm. Mấy cái đường nhỏ nhỏ trong cái khu này. Qua đây
đường Thuận Kiều là đi ra ở trái mình sẽ đi ra đường 3 tháng 2 là đường Trần Quốc Toản năm xưa. Ra đây là đường Tân Khai. Tân Khai mình đi đến chợ Thiết. Ở chú chú có chỉ cái quán mũi thứ mì vàng hay gì á ở trên đường cái đường gì cũng gần cái chợ Thiết luôn nè. Trần Quý đúng rồi, đường Trần Quý có quán hủ tiếu mì vàng rất là ngon. Đây là khu vực đường Tân Khai chợ Thiết. Mình lên đây là đường Đỗ Ngọc Thạnh đây nè. Rồi, trước mặt chúng ta đó là chợ Thiết. Để xem vô chợ có gì chúng ta chia sẻ tiếp nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các chị bạn trong những video tiếp theo nha. Mình đang sáng thì mình đi một vòng xíu thôi, giờ mình bắt đầu đi chợ.